Thưa quý vị, thuốc hạ áp là loại thuốc đã được sử dụng khá nhiều và đặc biệt là những gia đình có bệnh nhân có vấn đề về huyết áp. Tuy nhiên, sử dụng liều cao có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Và trong vòng 10 tháng trở lại đây, một bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận cấp cứu các trường hợp bị tổn thương thận bị cấp, nguy cơ tử vong rất cao do ngộ độc thuốc hạ huyết áp. Cụ thể, theo các bác sĩ, amlodipine là thuốc hạ huyết áp rất phổ biến ở nước ta. Thông thường được kê toa với liều dùng từ 1 đến 2 viên mỗi ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng liều cao thuốc này có thể dẫn đến ngộ độc thuốc rất nguy hiểm. Các triệu chứng ban đầu có thể không đặc hiệu như chóng mặt, mệt mỏi, choáng váng. Nhưng trong trường hợp nhiễm độc nặng, bệnh nhân có thể bị suy giảm nhanh, dẫn đến trạng thái tinh thần thay đổi, hôn mê, sốc và dẫn đến tử vong. Bác sĩ khuyến cáo khi gặp bất kỳ bệnh nhân nào có biểu hiện nhịp tim chậm, hạ huyết áp, tình trạng tâm thần thay đổi và đã uống thuốc, cần xác định loại, liều lượng và số lượng thuốc mà bệnh nhân uống. Với các trường hợp có bệnh nền mãn tính và đặc biệt là tăng huyết áp, trầm cảm, cần được thường xuyên các bác sĩ chuyên khoa tim mạch, tâm lý khám và điều chỉnh lượng thuốc cho phù hợp.